Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Box Fantasy, nhận token Box mạng Binance Smart Chain nha các bạn. Thì để tham gia vào dự án hôm nay, các bạn vào link dưới phần mô tả video và ấn Start để trái với Box. Ok, tiếp theo đó thì chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta join vào kênh Telegram. Các bạn ấn vào join, các bạn ấn vào chữ A cộng Box Fan này nhé. Chúng ta tiến hành join này. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Twitter. Sau đó điền lại username Twitter. Ok, các bạn vào đường link Twitter nhé. Trên Twitter của dự án BoxFan này, các bạn tiến hành follow. Sau đó các bạn kéo xuống. Ok, chúng ta không cần chia sẻ đâu các bạn. Thì sau khi các bạn follow xong thì các bạn vào phần cài đặt setting. Các bạn quay trở lại từng nhà, các bạn chọn avatar. Các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại form. Các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là join vào kênh Telegram group. Thì chúng ta vừa join rồi. Thì sau khi các bạn join xong ấy, thì các bạn vào phần cài đặt setting trên Telegram. Các bạn copy cho mình cái username Telegram của bạn lại nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây. Các bạn nhớ thêm icon ở trước nhé và gửi cho bot. Tiếp theo đó là địa chỉ ví Binance Smart Chain. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví Metamask hoặc là ví Sailbay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain giúp mình. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ với Binance Smart Chain của bạn vào đây và gửi cho bot. Ok. Tiếp theo đó các bạn có thể ấn vào phần Balance để check số dư. Thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được là 100 token bot. Để lấy link red thì các bạn ấn vào phần red follow link, nó sẽ hiện lên link red cho các bạn thôi. Đây là link red của các bạn này, các bạn copy lại link red đi tinh thần bì để nhận thêm token. Thì qua mỗi lượt red fur các bạn sẽ nhận được thêm là 5 token box nha các bạn. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 100 token box đến từ dự án BoxFan. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.